chuyên xuống phần đó liền để trong riêng sang đây tam việc sang với tổng hợp program nằm bay đầu visa e nine tới e phẩm pearl nâng bộ phận để trong riêng sang đây nằm bay đầu visa e nine b để rồi nâng lên bằng đọc năm nâng bộ phận để trong riêng nằm bay para vật chẳng ngay cho đôi chỉ riêng lòng trôn chiết phần ta miền bên từ riêng việc xuống sang với tổng hợp program toa ha ở trong riêng phẩm pon chỉ phía sang mai ở nghỉ yol ha ở trong từ lòng việc xuống nằm bay yol bật cấp bút riêng cho chúng cũng xuống màn chụp chơi những nhóm miền từ riêng việc này nằm bay ở bộ phận nghỉ số sức sáng nghỉ số yol phù dương riêng chỉ vì đâu chắc một phần ai sắc xám đó hay một đóng tiền rùm lật bàn là hốt hai ơi miên chúng nó ai chàng mà xung tài màn phục này để dừng tiền tạm sụp hướng xuống vậy sao với tổng hợp program của tôi tại một đồng ca riêng mà đi nằm bây giờ bóng phố để thuốc ca sẽ cam được của xa cam để miên phê ở xa miên phê riêng bóng phố để miên của xa miên phê riêng là center của tôi chắc một phần ai riêng chùm nuôi sân tạm sụp hướng xuống nằm bây giờ bóng phố vô lần bía vậy có sân tennis tập an và học thuật đấy. Tập bây giờ bóng phun vô miền tây anh hai bóng phun ai para và trăm ngày nông cạn rồi nữa hai bóng phun ai tập lòng chơi được cầm đợt việc xuống do cầm đợt cấp bốn ấy riêng và chọc chung cửa xuống tại mấy khác riêng ngày ban tuần tụ đọc pram mà thấy thêm mà thấy phải làm sao miệng đầu visa tại mà đâu toàn chân nằm bay trong đang thảo viết thật xa dương miền miền tây khác dương từ mười chỉ một khía ok toàn hiện đi chi viện sắc phạm và dương riêng chỉ vì tổ bài này đại nhóm nâng phần vô là miền tây đi chi miền tây cầm đợt pi đại tập bốn dương sắc xa ở pi chỉ nóng chơi miền tây trong bộ phải chun tập pi sắc xa pi chỉ nóng chơi hai dương một sắc xa pi cùm nóng này miền tây ta ta cùm nóng miền tây thì pram nâng sắc xa pi ấy ở pi giá cũng hai pi tệ to nóng nâng sắc cam ở phía nâng và bật thon nóng nhớ nhớ riêng pi vậy giờ có sân tennis đáp án nâng vật thọ cái này, tôi máu dương nâng bộ sai ông piru ní đào chơi sầm đuôi nâng hàng khom, hay tôi máu dương sắc xa ông pì pì, pì phù tập bốn dương thời chơi pì sân chơi pì háo dương thời chơi vậy giờ có bạn dương ai giấu pì nâng vậy giờ có cả chiêm dụng para vật chạm ngay cái đồ chỉ cả nó sai lầm hạt pì bò lòng, pì phù bờ dương ở chơi pì dương đang kinh tham mới thế bây giờ nó chơi bây giờ có dương gọi là đặt sai lầm hạt cả bộ prai được có và cả chỉ bộ mà này thôi này nhớ nhớ nó bây giờ tìm muốn ý cứ tẹt to người người ta cứ suy dương chưa tận na dương là cũng đã liên bịa tẹt to toàn thằng chắc nhóm bộ phải bịa từng ngọn nắng chia bị sạc các máy bây giờ chun thèm đóng chắc một phần ai mơ mà đóng hay đóng tiết sầm rải chỉ bị sạc máy một phần nghỉ sửa yếu nghỉ sửa chạm hai đứa sai dương đi chỉ bị tẩu chắc một phần mơ mà đóng hai mơ mà đóng tiết bàn toàn này toàn hết ai sạc sao mà chết tại mà đóng chia luôn tập bên đường chơi bịa hết dương thời chơi bây giờ có nhớ nhưng liên tụm đóng ưm nhón chẳng thà ưm nhón tụm phơi nó bên nào khá hay nhóm miên sập phơi bây giờ có đại bộ phải khá máy chùm nuôi bằng phun sắc xa và thay phòng này nhưng bây giờ chỉ bị sa khá máy phong bây giờ chỉ bị sa khá đẹp phong hơi nhưng ăn vật phơi lùm hạt từng ngọn nâng đại cơ xuống cái đảo dưỡng an hay bộ phải chun bây giờ mới những ăn vật phơi lùm hạt từng ngọn đi nhưng một phun cần thật chết thật bây giờ chưa nhưng thời bây giờ bị mất phơi bây giờ có mùi na rồi đặc nĩa bây giờ bây giờ sắc xa tìm mùi hơi nhưng mà sắc xa pịa TP những pịa TP cứ dường như ông pịa thằng nằm ở đòn thằng nằm và cho chúng ta bật cái EH down nhưng cứ dường riêng bị pịa còn đang chắc một con ai phở phía nó cao nơi và chạm ngày phóng về từ bỏ lõm kê xua móc dường của chết lái bê lùm hạt test mà thiếu có dường ái thôi bà này phải vô dường chết pịa này nhắc chết pịa và tao mới dường sắc xa vì vậy giờ còn một đoạn tiền nhưng phải cứ xuống cứ lỏ kỳ riêng pịa vậy giờ có và tao bị dường riêng vậy giờ có ăn vật thơ vậy giờ có hai cứ mà là kỳ quá thực kỳ về đại ca thì dễ những ca sản đảm bây giờ dương xôm không có rung động thì cái đấy có được cả thử làm hát nhưng thời chế sản sân thật tá kinh giấy máu kinh giấy bị ấy mẹ này dẫn tiền chế bị hái cái sản phẩm ca gì bảo kế dương đang ngọn bị phá rừng bảo kế thằng kế trên sản lấy bị mất bị nâng hay prai tham mấy dẫn nhóm đang chạy sản lấy nhóm bóng sản phẩm hơi nhóm an chút nhóm bảo phải chung đồng tiền là bởi bóng xôm nó khá bảo phé xôm nó khá sản phẩm toàn này thằng này bộ tóc bị xôm nó khá sản phẩm hơi dương nhìn sản phẩm nằm mấy thừa làm hạt và thay bộ tóc máu liên sọ xề ưu kỳ ba sư kỳ mê tạc cá nâng cá gió sẽ nhắc nhân điện an là tổ bọn này tiệt tồn mình nằm tổ mọi dương hiện thơ lũng hát hơi tổng hóa ních sức tình nhau bộ phẻ chùn chắc một phút ách mơm đông hay đông tiết hiện thơ lũng hát hiện an khu nãy nằm bởi dương xòm toàn đấy và tổ pin hú máu cứ dương nâng hiện thơ xế hơi và tổ máu cứ vậy đề dùng khăn một tiết cứ và bật thỏa cứ chồng bộ mình là muốn hóa chồng bộ và bật thỏa nâng bó bộ để mình tụ tử giống một nhóm năng an chun là tập bọn nó đi an chun để bóng bồn vô tha suy chỉ kinh giả cục năng khỉa vay hay những an pi tập nó bóng bồn ai che pi tập nó hay vô pi vào thọ cái tiền atani vào bọn thua pop giờ biết cứ thời bóng bồn phải vô pi sang cùng cái đấy che hàng pi vào thọ cái đấy phở pi hàng caro nơi trăm ngày có được chỉ cả phải lòng chỉ sẽ bóng bồn phải lòng đôi visa y vẫn bớt năng bóng bồn đại châu xin chết cả của rẻ thằng này vẫn đi chia hạt từ này merian này merian mà cầm rận này sập hơi cửa xuống vẫn sập hơi pi đập pi trên trọng merian thì làm hết vẫn và to máu sắc xa merian thì và mũi tiền vẫn cứ được cái này giờ đi bị chân nóng chơi mày đấy mặt xin lên ươm single màu người ta hang bốc heo mày đấy to máu vẫn sắc xa pi cồn bầm nòng này merian hái vẫn riêng hồng pi
ពាក្យក៏ដូចជាមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានគេពុនីឈុតតាមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍មិនល្អជាដើមហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាបែបនេះបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលរំលឹកឡើងវិញហើយរាល់មានចង្អល់ឯណាអាចឆាន់មកសួរបានអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាជំនួយក្នុងការរៀនដើម្បីប្រាស្រ័យប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរៀនប្រឡងដូវវិស័យ E7 និងបងប្អូនដែលរៀនប្រឡងចូលសញ្ជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់បីជោគជ័យក្នុងការរៀនវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីដូវវិស័យ E9 ទៅ E7 E9 ទៅ E9B ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក៏ដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងចូលជាតិបងប្អូនអាចរៀនជាមុនដែលខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រជាភាសាខ្មែរពី1ដល់5ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់សិនចាំទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងដើម្បីយកកម្រិតខ្ពស់ហើយរៀនបញ្ចប់ជាមួយក្រសួងដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្រមកដាក់ពាក្យដូវវិស័យហ្នឹងឯងហើយខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រពី1ដល់5ហើយយើងមានថ្នាក់វិញ្ញាសាផងដែរដែលបងប្អូនចង់រៀនវិញ្ញាសាជាមុនថាតើវិញ្ញាសាជ្រើសកម្រិតហ្នឹងគេចេញអីខ្លះធ្វើវាម៉េចដោះស្រាយវាម៉េចខាងខ្ញុំក៏មានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនេះបងប្អូនដែលចង់សិក្សា complete channel page មួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានសភៅផងដែរដែលសភៅពីរក្បាលនេះជាសភៅពាក្យនិងមានសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិនិងសភៅវេយ្យាករណ៍សភៅពាក្យនិងមានសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិគឺជាសភៅមួយដែលយើងសង្ខេបមេរៀនពាក្យពី5 6ហើយនឹងមានមេរៀនសង្ខេបពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌កូរ៉េដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់នៅមេរៀនសង្គមកូរ៉េជាមុនដើម្បីងាយស្រួលប្រឡងហើយមួយទៀតក្នុងនេះមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គកសួងផងដែរនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់ជុំហាប់ប្រងការកម្រិត5ហើយនឹងវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសកន្លែងតោវិញដើម្បីចូលសញ្ជាតិកូរ៉េតើដល់នេះយើងសភៅហ្នឹងបងប្អូនដែលត្រូវការខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញជាមួយនឹងសភៅវិញ្ញាករខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរពោសភៅវេយ្យាករណ៍គឺជាសភៅមួយដែលយើងបញ្យល់វេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6វេយ្យាករណ៍សំខាន់សំខាន់បញ្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងអស់អមទៅដោយសន្ទរានាក្រមនឹងហើយមួយទៀតមានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសភៅ2ក្បាលនោះវាបំពេញគ្នាមួយមានរៀនសង្ខេបអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌ក៏ដែរវិញ្ញាសាសម្ភាសវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់កម្រិត5ហើយមួយទៀតវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតនិងពាក្យកម្រិត1ដល់កម្រិត4អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរៀនដូវីសាបងប្អូនរៀនដើម្បីប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសប្រឡងជួនជាតិអាចយកសភៅទាំង2ក្បាលទៅសិក្សាបានផងដែរតើអ្នកនាងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍និងសភៅប្រឡងជួនជាតិនិងវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតអាចឆាត់មកកាន់ page ខ្ញុំនៅរៀបចំជូនអរគុណអ្នកនាង